Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì hội nghị sơ kết một năm hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu hội trường Ban chấp hành Trung ương Đảng với 63 điểm cầu các tỉnh thành ủy trong cả nước. Theo báo cáo tóm tắt, tháng 5 năm 2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã thống nhất chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Sau 2 tháng, tất cả 63 trên 63 địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Một năm qua, hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh như trước đây. Sau một năm, các địa phương trong cả nước đã khởi tố 530 vụ án, 1.858 bị can về tội tham nhũng. Số vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp và số cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu, vi phạm bị phát hiện, xử lý cũng nhiều hơn. Từ khi thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh đến nay, các cơ quan chức năng qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện, chuyển cho cơ quan điều tra hơn 280 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tăng gần gấp 3 lần so với một năm trước khi thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định, sau một năm thành lập, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã đi vào hoạt động bài bản, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao, khẳng định việc thành lập Ban chỉ đạo là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện quyết tâm cao của các địa phương, sự đồng lòng nhất trí từ trung ương đến địa phương và cơ sở, sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới cần nghiêm túc thẳng thắn tìm ra những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo, trong đó cần quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của ban chỉ đạo. Hoạt động của ban chỉ đạo phải hết sức khoa học, bài bản, chặt chẽ, nề nếp, có kết quả rõ ràng, tránh phô trương hình thức. Cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực ở địa phương với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thường xuyên quan tâm kiện toàn ban chỉ đạo, kịp thời thay thế những vị trí không đáp ứng yêu cầu, có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực toàn tâm toàn ý thực hiện công việc, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đem lại niềm tin trong nhân dân. Tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, nghị quyết các dự án trọng điểm như đường cao tốc từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa, đường kết nối Lâm Đồng và Ninh Thuận. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Buổi chiều, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Sau đó, thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, chiều qua Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí. Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Võ Phước Vĩ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4 cho biết, thời gian qua các cơ quan báo chí đã có trên 1.952 tin bài, phóng sự tuyên truyền về các hoạt động của quân đoàn trên các phương tiện báo chí. Lực lượng cán bộ, biên tập viên, phóng viên luôn đồng hành, bám sát nhiệm vụ của quân đoàn để đưa tin nhanh nhất, chân thực nhất các hoạt động của quân đoàn đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4 gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Chính ủy Quân đoàn 4 mong muốn các đơn vị báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập quân đoàn. Dịp này, Quân đoàn 4 cũng đã trao tặng bằng khen cho 15 tập thể, 47 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền các hoạt động của quân đoàn.
Chiều qua, đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm và chúc mừng nhiều cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến thăm tạp chí điện tử tri thức trực tuyến Zing News, cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ phóng viên của báo trong việc đồng hành thực hiện tuyên truyền đối với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, tích cực đưa thông tin chính xác kịp thời về các vấn đề kinh tế xã hội cho người dân, đặc biệt là biết linh hoạt chuyển đổi, đa dạng cách tiếp nhận thông tin cho bạn đọc. Tại văn phòng đại diện báo Hà Nội mới, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cùng đoàn đã lắng nghe chia sẻ về khó khăn của đơn vị còn gặp phải trong quá trình hoạt động, qua đó nắm bắt tình hình của đơn vị để cùng đồng hành phát triển trong thời gian tới. Dù hạn chế về mặt nhân sự, nhưng đơn vị vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, góp phần tạo niềm tin cho nhân dân, tạo sự ổn định xã hội. Đoàn cũng đến thăm văn phòng cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Trung Trinh gửi lời chúc mừng đến cán bộ phóng viên, đồng thời bày tỏ mong muốn đơn vị tiếp tục đóng góp tích cực đồng hành cùng thành phố đưa tin về hoạt động chính trị xã hội, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng về các đề án phát triển của thành phố, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Chiều qua, những người làm báo tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có ngày hội HTV thật ý nghĩa khi giới thiệu với công chúng các hình thức truyền thông số đa dạng và mới mẻ. Là một sân chơi truyền thống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được duy trì 6 năm qua, ngày hội HTV lần thứ 6 năm 2023 với hơn 20 gian hàng ẩm thực phong phú, những trò chơi dân gian vui nhộn và những tiết mục văn nghệ cùng nhiều nội dung tranh tài hấp dẫn đến từ các phòng ban. Sau một năm lao động nghề nghiệp và những cái câu chuyện vui buồn, cùng đó là những cái vinh danh trong sự khen thưởng và những cái nhìn tới trong cái ngày hội nghề nghiệp như thế này, cho nên rằng là nó trở thành một cái ngôi nhà chung mà tất cả các ban có một cái nơi để hội tụ về anh chị em đồng nghiệp để giao lưu, để chia sẻ và để khích lệ nhau. Nằm trong khuôn khổ của ngày hội HTV năm nay, lễ ra mắt thương hiệu và nền tảng tin tức thế hệ mới HTV News đã chính thức được giới thiệu và triển khai theo hình thức nội dung tin tức đa phương Multiform. Theo đó, một bài viết Multiform sẽ được thể hiện qua các video đa phương từ phương dọc đến phương ngang nhằm nâng cao trải nghiệm tiếp cận và đọc tin trên nhiều thiết bị di động khác nhau, góp phần định hình cảm hứng đọc và theo dõi tin tức chính thống của mọi thế hệ người xem. Được sự chỉ đạo của ban tổng giám đốc với định hướng là kích hoạt một nền tảng tin tức mới mang tên là Newser. Thì cái tên Newser ở đây nó sẽ mang tính chất là News và thay bằng chữ S thành chữ Z để mang đến một cái khái niệm được gọi là New Generation of News, là tin tức thế hệ mới. Thì trong cái nền tảng tin tức thế hệ mới này thì nó mang đến cho những cái luồng tin tức đến với khán giả của HTV, không chỉ ở sóng mà khán giả của HTV còn có thể coi nhiều tin tức hơn, nhiều thông tin hơn dựa nhìn những cái bản tính chất của bản tin trên sóng lên trên nền tảng của web và cơ bản nó là nền tảng của không gian số. Thông qua cái ngày hội rất là sôi động này thì những cái hoạt động về nghề, về phong trào cũng được thể hiện rất là sôi động và mang cái tinh thần sáng tạo, đoàn kết của các cái đơn vị thành viên của HTV. Và chúng tôi tin rằng là ngày hội HTV qua từng năm sẽ có những cái đổi mới, những cái cập nhật và làm sao mà nó thể hiện hết được các cái hoạt động trong năm của các cái thành viên trong Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã được tuyên dương trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động phong trào của năm 2022 và nửa đầu năm 2023. Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, huy động nguồn lực kinh tế và truyền thông để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, mang lại lợi ích chung cho xã hội. Theo chương trình hợp tác, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ kết nối tập đoàn với các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh trong việc định hướng và truyền thông các chương trình, hoạt động của tập đoàn và các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội tiếp tục tổ chức giải báo chí viết về ngành cao su. Bên cạnh đó, hội phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông cho đội ngũ cán bộ trong tập đoàn nói chung và cán bộ làm công tác truyền thông nói riêng. Ngoài ra, hai bên cũng phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Định kỳ 6 tháng, hội và tập đoàn tổ chức họp để trao đổi, cung cấp thông tin, đánh giá kết quả thực hiện và triển khai công tác trong thời gian tiếp theo.
Sáng qua, đoàn tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã có đến thăm, khánh thành công trình và tặng quà cho các em học sinh tại trường Hữu nghị Việt Lào tỉnh Atapu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động tình nguyện hè tại Lào năm 2023. Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đảng ủy khối Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ khánh thành công trình máy lọc nước RO cho trường Hữu nghị Việt Lào tại tỉnh Atapu trị giá hơn 100 triệu đồng, phục vụ nước uống trực tiếp cho học sinh và giáo viên tại trường. Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng 500 tập trắng, một kệ sách thiếu nhi, ba lô cùng với các phần quà cho các em học sinh và người dân khó khăn tại địa phương. Tin thế giới, ngày 19 tháng 6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại Berlin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lý Cường kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 3. Thủ tướng Trung Quốc cho biết chuyến thăm này là hành trình kế thừa tình hữu nghị và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương. Theo kế hoạch, vào hôm nay, ông Lý Cường sẽ dự phiên tham vấn Liên Chính phủ Trung Quốc-Đức lần thứ 7 với Thủ tướng nước chủ nhà Olaf Scholz. Sau đó, ông sẽ tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế và kỹ thuật Trung-Đức, gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc và Đức, cũng như đến thăm các công ty Đức tại bang Bavaria. Chuyến đi của ông Lý Cường diễn ra cùng lúc với chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Về vấn đề quan hệ Trung-Mỹ, Tổng thống Đức Steinmeier nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện đối thoại giữa Bắc Kinh và Washington. Tiếp sau Đức, ông Lý Cường sẽ thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính toàn cầu mới diễn ra tại Paris từ ngày 22 đến 23 tháng 6. Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khai mạc triển lãm hàng không quốc tế Le Bourget, cuộc triển lãm hàng không và không gian lớn nhất thế giới ở ngoài ô Paris. Bên lề sự kiện này, thì 20 nước châu Âu cũng nhóm họp để bàn về việc tăng cường phòng thủ cho châu Âu cũng như viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Macron đã đến triển lãm trên một chiếc trực thăng quân sự H-160 của Pháp và xem màn trình diễn của các loại máy bay thương mại và quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu Rafale. Tham gia buổi trình diễn còn có Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu. Bên lề cuộc triển lãm hàng không, ông Macron cùng các bộ trưởng quốc phòng và các đại diện khác của khoảng 20 quốc gia châu Âu đã tham dự một hội nghị về hoàn thiện chiến lược phòng không của châu Âu. Pháp đã công khai chỉ trích các kế hoạch do Đức dẫn đầu cuối năm ngoái nhằm cải thiện khả năng phòng không của châu Âu với tên gọi Lá chắn bầu trời châu Âu. Kế hoạch có sự tham gia của 17 quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh nhưng không có Pháp. Chính phủ Pháp đang đề xuất một cách tiếp cận toàn cầu hơn. Chương trình hội nghị cũng bàn về chống thiết bị bay không người lái, tên lửa đạn đạo vì cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy tầm quan trọng cũng như tính hiệu quả của những loại vũ khí này. Tổng thống Macron cũng xác nhận Pháp sẽ tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine. Thưa quý vị, giới chức Hy Lạp đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đắm tàu ngày 14 tháng 6. Hy vọng đang giảm dần khi hàng trăm người vẫn được cho là mất tích. 78 người được xác nhận là đã chết. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng con số nạn nhân có thể lên tới hàng trăm người. Đây được xem là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất châu Âu trong những năm gần đây. Và những gì đã dẫn đến thảm kịch này, hãy cùng tìm hiểu trong Nhìn ra thế giới hôm nay. Kính thưa quý vị, vấn đề người di cư tiếp tục là chủ đề nóng của thế giới trong năm 2023. Ngày 14 tháng 6, một chiếc tàu đánh cá chở hàng trăm người di cư đang tìm cách đi từ Libya đến Italia đã bị lật và chìm vì quá tải tại vùng biển quốc tế, cách thị trấn ven biển Pylos của Hy Lạp khoảng 80 km. Tại cảng Kalamata, nơi những người sống sót sau vụ đánh tàu đang được chăm sóc, hai anh em người Syri đã có một cuộc hội ngộ đầy nước mắt. Anh Fadi sờ nước mắt khi ôm người em trai 18 tuổi Mohamed qua cánh cổng. Mohamed đã ở Libya được gần 2 năm trước khi lên chuyến tàu định mệnh. Cảm ơn Thượng Đế, em vẫn an toàn. Không may mắn như Fadi, ông Shahid Mehboob, người Pakistan, đang trông ngóng tin tức về người thân là cậu con trai 25 tuổi, Sharia Sultan, bị mất tích trong chuyến tàu. Ông nói con mình là nạn nhân của những kẻ buôn người từ Libya sang châu Âu. Thằng bé không có bất kỳ giấy tờ du lịch, thẻ chứng minh hay passport. Những người bên đơn vị du lịch nói chuyến đi sẽ chỉ mất 2 đến 3 ngày và nó đã nghe theo. Tôi cố gắng ngăn nó nhưng không được. Theo ông Mehboob, con trai ông phải đóng 2,2 triệu rupee Pakistan,
tức khoảng 180 triệu đồng cho đơn vị du lịch, với lời hứa hẹn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở châu Âu. Trong khi đó, anh Kassam Abusid, một người Syria đang sống ở Đức, đã tức tốc tới Hy Lạp để tìm kiếm người vợ của mình là chị Isra. Vợ tôi không được chấp nhận đơn xin tị nạn tại Đức, nơi tôi đang làm việc. Cô ấy phải trả khoảng 4.500 đô la Mỹ để lên chuyến tàu này. Mỗi một giờ phút trôi qua, hy vọng lại cạn dần. Đến nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã vớt được 79 thi thể và giải cứu hơn 100 người sau vụ lật tàu. Những người may mắn sống sót chủ yếu là người Syria, Pakistan và Ai Cập. Một tổ chức cứu nạn của châu Âu cho biết có thể có tới 750 người trên chiếc tàu gặp nạn này, trong khi tổ chức di trú quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy có khoảng 400 người trên tàu. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cho biết còn hàng trăm người có thể còn mất tích trong vụ tai nạn. Cả đất nước Hy Lạp đều bị sốc. Những người đàn ông được giải cứu đều ở độ tuổi 16 đến 41. Ngoài ra còn có cả phụ nữ và trẻ em trên tàu. Hiện thi thể của các nạn nhân đã được chuyển đến một nghĩa trang gần Athens để xét nghiệm ADN. Các nguồn tin chính phủ Hy Lạp cho biết cơ hội trục vớt con tàu bị chìm là rất thấp do độ sâu của nước biển. Chính phủ lâm thời của Hy Lạp đã kêu gọi để 3 ngày quốc tang và chiến dịch tranh cử trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 25 tháng 6 tạm bị đình chỉ. Bà Erasmia Romana thuộc cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đã mô tả thảm họa này là thực sự khủng khiếp và nói thêm rằng những người sống sót đang ở trong tình trạng tâm lý rất tồi tệ. Những gì đã xảy ra cho thấy sự cần thiết phải điều tra nạn buôn người, những kẻ buôn bán nhân mạng và đảm bảo đưa chúng ra trước công lý. Vào tối 15 tháng 6, theo giờ địa phương, chính quyền Hy Lạp thông báo đã bắt giữ 9 kẻ buôn người bị tình nghi là đã điều khiển tàu trước khi nó chìm ngoài khơi phía nam Peloponnese. Hy Lạp là cửa ngõ vào châu Âu và là tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư châu lục, điểm trung chuyển cho những người di cư và tị nạn đến từ Trung Đông, châu Á và châu Phi. Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, số vụ vượt biên trái phép vào Liên minh châu Âu đã lên mức cao nhất kể từ năm 2016. Ngày 16 tháng 6, cơ quan biên phòng châu Âu Frontex cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 50.300 người di cư vượt biên qua Địa Trung Hải đến châu Âu. Con số này đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2017. Cơ quan này cho biết Đông Địa Trung Hải vẫn là tuyến đường di cư chính vào EU, chiếm gần 50% số người nhập cảnh bất hợp pháp vào khu vực kể từ đầu năm đến nay. Còn theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 2 năm 2023, ước tính hơn 220 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên hành trình di cư. Nhiều thảm kịch đã xảy ra. Các quốc gia cần mở ra nhiều kênh liên lạc thông tin về người di cư, tăng cường chia sẻ trách nhiệm, đảm bảo sắp xếp cho tất cả những người được cứu trên biển lên bờ an toàn và kịp thời, cũng như thiết lập cơ quan giám sát liên quan đến tình hình người di cư. Xung đột, thất nghiệp, mất an ninh lương thực được xem là những yếu tố chính khiến dòng người di cư liên tục đổ về châu Âu, và cảnh báo mới được cơ quan biên giới và cảnh sát biển châu Âu đưa ra là năm 2023 này, dòng người di cư vào châu Âu có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không có sự điều chỉnh trong chính sách và các cuộc xung đột chưa hạ nhiệt. Trong một tài liệu được công bố hồi tháng 2 vừa qua, các nhà lãnh đạo EU cũng cho rằng tình trạng nhập cư trái phép gia tăng là một thách thức đối với châu Âu, đòi hỏi phải có phản ứng trên toàn châu lục. Mặc dù EU đã dành hơn 6 tỷ euro để bảo vệ biên giới của khối trong giai đoạn 2021-2027, song một số quốc gia, trong đó có Áo, kêu gọi EU tiếp tục tài trợ để tăng cường hàng rào dọc biên giới nhằm hạn chế số người xin tị nạn. Tuy nhiên, EC giữ quan điểm cho rằng xây dựng tường và hàng rào xây thép gai cũng phải là giải pháp phù hợp. Tại hội nghị mới đây, một số biện pháp đã được thống nhất nhằm giảm bớt áp lực của người di cư bất hợp pháp từ biên giới EU và các nước thành viên. Theo đó, EU sẽ huy động ngay lập tức các quỹ để tăng khả năng bảo vệ biên giới, củng cố hạ tầng, phương tiện giám sát, bao gồm cả thiết bị giám sát trên không. Bên cạnh đó, EU sẽ tăng cường trục xuất người di cư bất hợp pháp về quốc gia xuất xứ cùng với cuộc chiến chống lại các băng nhóm buôn người. Các quốc gia không hợp tác với EU trong lĩnh vực này có thể phải nhận biện pháp trừng phạt. Chúng ta phải đạt được thỏa thuận về chính sách di cư chặt chẽ và hiệu quả. Đó là điều đầu tiên. Và thứ hai, làm việc với các quốc gia thành viên để đảm bảo rằng chúng ta có các hoạt động, các biện pháp hiệu quả nhất có thể.
Vai trò của Ủy ban châu Âu là cố gắng giải quyết những nguyên nhân của tình trạng này, đảm bảo có thể hạn chế càng nhiều càng tốt, và về lâu dài loại bỏ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng như chúng ta thấy hiện nay. Tuy nhiên, các nước thành viên EU vẫn chia sẻ trong vấn đề quốc gia nào chịu trách nhiệm tiếp nhận những người di cư bất hợp pháp, cũng như nghĩa vụ hỗ trợ người di cư của các nước láng giềng và đối tác. Điều đáng quan tâm nhất hiện nay là chừng nào còn tranh cãi và chia rẽ thì sẽ còn chưa thể thực hiện được việc tôn trọng, bảo vệ toàn diện và hiệu quả các quyền cơ bản của người di cư như mong muốn của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khi chọn ngày 18 tháng 12 là ngày quốc tế người di cư. Chuyên mục Nhìn ra thế giới xin được tạm khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo. Tin mới cập nhật, thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 231 ngày 19 tháng 6 năm 2023 thông báo, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B. Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét, công bố hết dịch theo quy định của pháp luật. Các bộ ngành địa phương tổng kết công tác phòng chống dịch, gửi báo cáo về Bộ Y tế trong tháng 6 này. Ngành Y tế tiếp tục nghiên cứu 7 khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO để vận dụng phù hợp với Việt Nam. Các địa phương chú trọng ổn định an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn, khen thưởng và xử lý tiêu cực nhanh chóng, đúng người, đúng việc. Ngoài ra, thì các địa phương cần tuyên truyền phổ biến kiến thức, làm rõ vấn đề khác nhau giữa dịch nhóm A và nhóm B để cộng đồng chủ động bảo vệ sức khỏe. Hôm qua, 4 phường tại quận 3, quận 10 và quận Tân Bình đã ký kết liên tịch đảm bảo an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên 2 tuyến đường Cách Mạng tháng 8 và Bắc Hải. Phường 11, quận 3, phường 15, quận 10, phường 5 và 6, quận Tân Bình giáp ranh trên tuyến đường Cách Mạng tháng 8, Bắc Hải. Qua công tác tuần tra, kiểm tra địa bàn, thực trạng tội phạm cướp giật, trộm cắp, ma túy, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, dừng đậu xe không đúng quy định vẫn còn xảy ra trên tuyến đường này. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân 4 phường nêu trên đã ký kết liên tịch, thành lập và ra mắt 4 tổ công tác trật tự đô thị, tập trung tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, vận động các hộ kinh doanh gần khu vực này không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, triệt phá không để hình thành các tụ điểm phức tạp tại địa bàn giáp ranh, phát động quần chúng ý thức đấu tranh tố giác tội phạm nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thu ngân sách của Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu giảm sâu. Trong hai quý cuối năm, Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu những giải pháp dự báo tình hình và khắc phục khó khăn, bảo đảm nguồn thu theo chỉ tiêu pháp lệnh. Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 là 145.800 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày 399,5 tỷ đồng. Thực tế, số thu bình quân năm nay hiện chỉ đạt 349,4 tỷ đồng mỗi ngày, tính đến hết ngày 6 tháng 6, chỉ đạt 37,6% chỉ tiêu pháp lệnh. Trước đòi hỏi cấp bách, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu. Bằng những cái quyết tâm chính trị của mình, bằng những giải pháp thì chúng tôi cũng cam kết với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tổng cục là chúng tôi làm hết sức để vẫn tiếp tục cải cách, tiếp tục làm sao là tháo gỡ doanh nghiệp để mà nuôi dưỡng nguồn thu và để làm tốt hai cái mặt trận, đó là chống buôn lậu, gian lận thương mại và kể cả luôn là đảm bảo số thu ngân sách nhà nước. Tính từ đầu năm đến nay, nhờ áp dụng hiệu quả nhiều biện pháp cưỡng chế cũng như xử lý nợ thuế, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý được khoảng 517 tỷ đồng nợ thuế. Thời gian tới, ngành sẽ tập trung công tác rà soát, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh theo 4 nhóm, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, thường xuyên đánh giá kim ngạch xuất nhập khẩu và các khoản thu ngân sách từng tháng, từng quý, từ đó xây dựng dự toán phù hợp. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng đã chia sẻ khó khăn với ngành hải quan thành phố, cam kết đồng hành để phục hồi và phát triển bền vững, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hơn 300 bà con phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi họp mặt và lan tỏa nhiều hoạt động xã hội tích cực.
Từ năm 2022 đến nay, Hội đồng Hương Phường Điện Phương kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp hơn 850 triệu đồng, từ đó thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội dành cho bà con khu vực phía Nam và hướng về với đồng bào quê nhà. Cũng như mọi năm là chúng tôi vẫn là coi như là kêu gọi sự gắn kết và chia sẻ. Bây giờ kinh tế nó cũng rất khó khăn và chúng ta cần những cái hội đoàn để có những cái chia sẻ về công việc. Việc các tổ chức hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh ra đời trong thời gian qua đã tích cực giúp đỡ bà con xa quê hương, góp phần tạo nên một cộng đồng Quảng Nam đùm bọc và yêu thương. Cuộc gặp mặt đã tri ân những người đi trước, động viên tinh thần người làm công tác hội, khen thưởng những mạnh thường quân và trao học bổng cho các học sinh, sinh viên đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn đấu giá vật phẩm để góp phần tăng thêm quỹ hội, triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Những cái đóng góp rất là quan trọng của bà con xa quê dành cho quê hương được lãnh đạo từ thị xã cho đến phường, địa phương của chúng tôi rất là ghi nhận. Đặc biệt các hoạt động an sinh xã hội thì được các mạnh thường quân và bà con nhân dân luôn hướng về, thể hiện cái tinh thần tương thân tương ái gắn kết và cái sự chia sẻ yêu thương. Tôi tin rằng là bà con quê hương của mình ở địa bàn của mình hay là ở Quảng Nam của mình, dù ở nơi đâu cũng thấm thiết cái tình cảm của quê hương. Nếu có cơ hội mà được tổ chức những cái buổi gặp mặt như thế này thì ở trên những mảnh đất xa xôi như vậy thì mọi người cũng rất là mong đợi. Ban tổ chức đã mang đến nhiều đặc sản quê hương để chiêu đãi bà con xa quê, gợi nhớ những ký ức quê nhà Quảng Nam. Buổi họp mặt mang đến niềm khích lệ cho bà con tiếp tục cố gắng lao động, đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam. Hơn 400 em nhỏ ở cả hai miền Nam Bắc vừa tham gia cuộc thi đấu trường toán nhí với 6 cấp độ giải toán nhanh. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh bởi hệ thống toán tư duy The Magic. Những bàn tay đếm số thoăn thoắt, chỉ trong 10 phút dự thi, các em nhỏ từ 4 đến 10 tuổi này đã có kết quả của 100 phép toán, từ cộng trừ đơn giản đến nhân chia số lớn phức tạp. Tính toán nhanh, chính xác là nhờ các em nhỏ này áp dụng hai cách học toán tư duy Finger và Soropan. Học toán tư duy thì bé đã trở nên là thay đổi nhiều hơn trong cái việc là không còn chịu coi điện thoại nữa, mà thay vì đó là bé sẽ tập trung để tìm học hỏi những cái bài toán, giải bài toán nó nhanh hơn, thông minh hơn để có thể thi đấu được với các bạn. Đưa cái môn toán vào trong cái chương trình học mẫu giáo cho bé thực sự rất là tốt. Thứ nhất là rèn cho bé được cái tính tự tin, bản lĩnh và làm quen với các cái con số rất là sớm, thì khi là làm một cái nền tảng cho bé lên lớp 1 rất ok. Bé là phát triển trí tương tự nè, khả năng logic nè, và mình sử dụng hai bàn tay sẽ kích hoạt não trái não phải cho các bé luôn, và sử dụng hình ảnh rất là tốt. Một khóa 3 tháng là mình có thể tính được từ 0 tới 99. Trước khi đi vào phần thi ngày hôm nay thì các con đã được học tất cả ở các trung tâm ít nhất là 6 tháng cho đến 1 năm, có những con thì học 2 năm. Đấy, thì các con sẽ học bằng Finger Math Nhật và Soroban xuất xứ từ Nhật Bản. Qua hai phần thi nghe tính và nhìn tính, đấu trường toán nhí nhằm tạo sân chơi và khích lệ tinh thần học toán cho các em học sinh. Ngoài các giải thưởng là hiện vật, hiện kim, các em có thành tích xuất sắc sẽ được hệ thống chọn để thi ở đấu trường quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.